Phật bảo thiện hiện. Các đại Bồ Tát cũng như vậy, vì hữu tình nên sanh vào nhà Luân Vương, nối ngôi vị Luân Vương giàu sang tự tại, hướng dẫn vô lượng trăm ngàn câu chi na giữ đa chúng vào 10 thiện nghiệp đạo cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Như vậy, Bồ Tát tuy có làm nhưng đều không có thật. Vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào tự mình mặc áo giáp công đức lớn an nhẫn ba la mật đa, cũng khuyên bảo vô lượng trăm ngàn câu chi na giữ đa chúng mặc áo giáp công đức lớn an nhẫn ba la mật đa. Này thiện hiện, thế nào là đại Bồ Tát tự mình mặc áo giáp công đức lớn an nhẫn ba la mật đa, cũng khuyên bảo vô lượng trăm ngàn câu chi na giữ đa chúng mặc áo giáp công đức lớn an nhẫn ba la mật đa. Này thiện hiện, đại Bồ Tát nào từ lúc mới phát tâm cho đến chứng đắc vô thượng Bồ đề, mặc áo giáp an nhẫn, thường suy nghĩ, giả sử tất cả các loài hữu tình đều cầm dao gậy đến làm hại tôi hoàn toàn không sanh tâm sân giận, dù trong khoảng một sát na, khuyên bảo các hữu tình cũng tu hạnh nhẫn này. Này thiện hiện, những điều suy nghĩ của đại Bồ Tát này đều có thể thành tựu cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí, thường không xả bỏ hạnh an nhẫn như vậy, cũng làm cho hữu tình tu hạnh an nhẫn như vậy. Này thiện hiện, đó là đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Này thiện hiện, như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của người ấy đứng trước đám đông ở giữa đường ngã tư hóa làm các loài hữu tình, hoặc cầm dao gậy làm hại nhau, hoặc khuyên bảo nhau tu hạnh an nhẫn. Ý ông thế nào? Việc huyễn như vậy có thật không? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện: Các đại Bồ Tát cũng như vậy, tự mình mặc áo giáp công đức lớn an nhẫn ba la mật đa, cũng khuyên bảo vô lượng trăm ngàn câu chi na diễu đa chúng mặc áo giáp công đức lớn an nhẫn ba la mật đa. Như vậy, Bồ Tát tuy có làm nhưng đều không thật. Vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát tự mình mặc áo giáp công đức lớn tinh tấn ba la mật đa, cũng khuyên bảo vô lượng trăm ngàn câu chi na giữ đa chúng mặc áo giáp công đức lớn tinh tấn ba la mật đa. Này thiện hiện, thế nào là đại Bồ Tát tự mình mặc áo giáp công đức lớn tinh tấn ba la mật đa, cũng khuyên bảo vô lượng trăm ngàn câu chi na giữ đa chúng mặc áo giáp công đức lớn tinh tấn ba la mật đa. Này thiện hiện, đại Bồ Tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, thân tâm tinh tấn, đoạn trừ các pháp ác, tu các pháp thiện, cũng khuyên bảo vô lượng trăm ngàn câu chi na giữ đa chúng tu tập thân tâm tinh tấn như vậy, cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí, thường không tránh cần như vậy. Này thiện hiện, đó là đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Này thiện hiện, như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của người ấy đứng trước đám đông ở giữa ngã tư đường, hóa làm các loài hữu tình, tự mình tu tinh tấn cũng khuyên bảo người khác tu. Ý ông thế nào? Việc huyễn như vậy có thật không? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện, các Bồ Tát cũng như vậy, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, tự mình tu tinh tấn, cũng khuyên bảo hữu tình tu tinh tấn. Như vậy, Bồ Tát tuy có làm nhưng đều không thật. Vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào tự mình mặc áo giáp công đức lớn tịnh lự ba la mật đa, cũng khuyên bảo vô lượng trăm ngàn câu chi na giữ đa chúng mặc áo giáp công đức lớn tịnh lự ba la mật đa. Này thiện hiện, thế nào là đại Bồ Tát tự mình mặc áo giáp công đức lớn tịnh lự ba la mật đa, cũng khuyên bảo vô lượng trăm ngàn câu chi na giữ đa chúng mặc áo giáp công đức lớn tịnh lự ba la mật đa. Này thiện hiện, đại Bồ Tát nào an trụ trong định nhất thiết pháp bình đẳng, không thấy các pháp có định có loạn, nhưng thường tu tập tịnh lự ba la mật đa như vậy, cũng khuyên bảo hữu tình tu tập tịnh lự bình đẳng như vậy, cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí, thường không xả bỏ tịnh lự như vậy. Này thiện hiện, đó là đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Này thiện hiện, như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của người ấy đứng trước đám đông ở ngã tư đường hóa làm các loài hữu tình, làm cho họ tu tập các pháp tịnh lự bình đẳng, cũng khuyên bảo nhau tu tịnh lự như vậy. Ý ông thế nào? Việc huyễn như vậy có thật không?
Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo Thiện hiện, các đại Bồ Tát cũng như vậy, an trụ trong định nhất thiết pháp bình đẳng, cũng khuyên bảo hữu tình tu định như vậy. Như vậy, Bồ Tát tuy có làm nhưng không thật. Vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn. Lại nữa, này Thiện hiện, đại Bồ Tát nào tự mình mặc áo giáp công đức lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng khuyên bảo vô lượng trăm ngàn câu chi na diễu đa chúng mặc áo giáp công đức lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện hiện, thế nào là đại Bồ Tát tự mình mặc áo giáp công đức lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng khuyên bảo vô lượng trăm ngàn câu chi na diễu đa chúng mặc áo giáp công đức lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện hiện, đại Bồ Tát nào an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa, thâm sâu không hí luận, không chấp các pháp hoặc sanh hoặc diệt hoặc nhiễm hoặc tịnh kia đây sai khác, cũng khuyên bảo vô lượng trăm ngàn câu chi na diễu đa chúng an trụ tuệ không hí luận như vậy. Này Thiện hiện, đó là đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Này Thiện hiện, như nhà ảo thuật giỏi hoặc đệ tử của người ấy đứng trước đám đông ở giữa ngã tư đường, biến hóa làm các loài hữu tình, tự mình an trụ tuệ không hỷ luận, cũng khuyên bảo người an trụ tuệ như vậy. Ý ông thế nào, việc huyễn như vậy có thật không? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo Thiện hiện, các đại Bồ Tát cũng như vậy, tự mình có thể an trụ tuệ không hí luận, cũng khuyên bảo hữu tình an trụ tuệ như vậy. Như vậy, Bồ Tát tuy có làm nhưng đều không thật. Vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn. Lại nữa, này Thiện hiện, đại Bồ Tát nào mặc áo giáp các công đức lớn như trên đã nói, quan sát tất cả hữu tình trong hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, có các hữu tình thọ nhận tà pháp, thực hành các hạnh ác, đại Bồ Tát này đem lực thần thông tự biến hóa thân mình ở khắp thế giới chư Phật như vậy, tùy theo sở thích của hữu tình kia mà thị hiện, tự mình hiện ra tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng khuyên bảo người khác thực hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi Bát Nhã Ba La Mật Đa, khuyên bảo các hữu tình thực hành hạnh này rồi lại tùy theo âm thanh mỗi loài mà thuyết pháp tương ưng với sáu pháp Ba La Mật Đa cho chúng, làm cho chúng nghe rồi cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí, thường không xả bỏ diệu pháp như vậy. Này Thiện hiện, đó là đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Này Thiện hiện, như nhà ảo thuật giỏi hoặc đệ tử của người ấy đứng trước đám đông ở giữa ngã tư đường, biến hóa làm các loài hữu tình, tự mình an trụ sáu ba la mật đa, cũng khuyên bảo làm cho người khác an trụ pháp này. Ý ông thế nào, việc huyễn như vậy có thật không? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo Thiện hiện, các đại Bồ Tát cũng như vậy, tự hiện ra thân mình khắp hằng hà sa số thế giới chư Phật trong mười phương, tùy nghi an trụ sáu ba la mật đa, cũng khuyên bảo hữu tình làm cho họ an trụ hạnh này, thường không xả bỏ. Như vậy Bồ Tát tuy có làm nhưng không thật. Vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn. Lại nữa, này Thiện hiện, đại Bồ Tát nào mặc áo giáp các công đức như trên đã nói, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình, không xen lẫn tác ý về thanh văn độc giác, đại Bồ Tát này không nghĩ, tôi sẽ hướng dẫn hữu tình đó vào các ba la mật đa, bố thí vân vân, còn số hữu tình kia không nên hướng dẫn, mà chỉ nghĩ tôi sẽ hướng dẫn vô lượng vô số vô biên hữu tình vào các ba la mật đa, bố thí vân vân, không nghĩ tôi sẽ hướng dẫn hữu tình đó vào pháp không nội vân vân, còn số hữu tình kia không nên hướng dẫn, mà chỉ nghĩ tôi sẽ hướng dẫn vô lượng vô số vô biên hữu tình vào pháp không nội vân vân, không nghĩ tôi sẽ hướng dẫn hữu tình đó vào bốn niệm trụ vân vân, còn số hữu tình kia không nên hướng dẫn, mà chỉ nghĩ tôi sẽ hướng dẫn vô lượng vô số vô biên hữu tình vào bốn niệm trụ vân vân, không nghĩ tôi sẽ hướng dẫn hữu tình đó vào các môn không giải thoát vân vân, còn số hữu tình kia không nên hướng dẫn, mà chỉ nghĩ tôi sẽ hướng dẫn vô lượng vô số vô biên hữu tình vào các môn không giải thoát vân vân, không nghĩ tôi sẽ hướng dẫn hữu tình đó vào mười lực của Phật vân vân, còn số hữu tình kia không nên hướng dẫn, mà chỉ nghĩ tôi sẽ hướng dẫn vô lượng vô số vô biên hữu tình vào mười lực của Phật vân vân.
không nghĩ tôi sẽ hướng dẫn hữu tình đó vào quà dự lưu, vân vân. Còn số hữu tình kia không nên hướng dẫn, mà chỉ nghĩ tôi sẽ hướng dẫn vô lượng vô số vô biên hữu tình vào quả dự lưu, vân vân. Không nghĩ tôi sẽ hướng dẫn hữu tình đó vào quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật. Còn số hữu tình kia không nên hướng dẫn, mà chỉ nghĩ tôi sẽ hướng dẫn vô lượng vô số vô biên hữu tình vào quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật. Này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Này thiện hiện, như nhà ảo thuật giỏi hoặc đệ tử của người ấy đứng trước đám đông ở giữa ngã tư đường, biến hóa làm các loài hữu tình, số đó vô lượng. Tùy theo căn cơ thích ứng, dùng phương tiện hướng dẫn họ an trụ bố thí cho đến an trụ quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật. Ý ông thế nào, việc viễn như vậy có thật không? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn không. Phật bảo thiện hiện, các đại Bồ Tát cũng như vậy, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, hướng dẫn vô lượng vô số vô biên các loại chúng sanh, làm cho họ an trụ bố thí cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy Bồ Tát tuy có làm nhưng đều không thật. Vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, theo như con hiểu nghĩa lời Phật dạy, thì các đại Bồ Tát không mặc áo giáp công đức, nên biết đó là mặc áo giáp đại thừa. Vì sao? Vì tự tướng tất cả pháp là không. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì sắc cho đến thức, tướng sắc cho đến thức là không, nhãn xứ cho đến ý xứ, tướng nhãn xứ cho đến ý xứ là không, sắc xứ cho đến pháp xứ, tướng sắc xứ cho đến pháp xứ là không, nhãn giới cho đến ý giới, tướng nhãn giới cho đến ý giới là không, sắc giới cho đến pháp giới, tướng sắc giới cho đến pháp giới là không, nhãn thức giới cho đến ý thức giới, tướng nhãn thức giới cho đến ý thức giới là không, nhãn xúc cho đến ý xúc, tướng nhãn xúc cho đến ý xúc là không. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, tướng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, tướng bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa là không. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tướng bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo là không. Pháp không nội cho đến pháp không vô tánh tự tánh, tướng pháp không nội cho đến pháp không vô tánh tự tánh là không. Như vậy thậm chí 10 lực của Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, 10 lực của Phật cho đến tướng 18 pháp Phật bất cộng là không. Đại Bồ Tát tướng Đại Bồ Tát là không, mặc áo giáp công đức lớn tướng mặc áo giáp công đức lớn là không. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên này các Đại Bồ Tát không mặc áo giáp công đức, nên biết đó là mặc áo giáp đại thừa. Phật bảo thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này thiện hiện, ông nên biết, trí nhất thiết trí không tạo không tác, tất cả hữu tình cũng không tạo không tác. Vì việc này nên các đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Cụ thọ thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, do nhân duyên nào trí nhất thiết trí không tạo không tác, tất cả hữu tình cũng không tạo không tác. Vì việc này nên các đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Phật bảo thiện hiện, do các người tạo tác bất khả đắc, nên trí nhất thiết trí không tạo không tác, tất cả hữu tình cũng không tạo không tác. Vì sao? Này thiện hiện, vì sắc chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác, thọ tưởng hành thức chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Vì sao? Vì sắc cho đến thức hoàn toàn bất khả đắc. Này thiện hiện, nhãn xứ chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác, nhĩ tý thiệt thân ý xứ chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Vì sao? Vì nhãn xứ cho đến ý xứ hoàn toàn bất khả đắc. Này thiện hiện, sắc xứ chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác, thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Vì sao? Vì sắc xứ cho đến pháp xứ hoàn toàn bất khả đắc. Này thiện hiện, nhãn giới chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chẳng tạo cũng chẳng không tạo,
chẳng tác cũng chẳng không tác. Vì sao? Vì nhãn giới cho đến ý giới hoàn toàn bất khả đắc. Này thiện hiện sắc giới, chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Thành hương vị xúc pháp giới, chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Vì sao? Vì sắc giới cho đến pháp giới hoàn toàn bất khả đắc. Này thiện hiện nhãn thức giới, chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Vì sao? Vì nhãn thức giới cho đến ý thức giới hoàn toàn bất khả đắc. Này thiện hiện, nhãn xúc chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Vì sao? Vì nhãn xúc cho đến ý xúc hoàn toàn bất khả đắc. Này thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoàn toàn bất khả đắc. Này thiện hiện, ngã chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Hữu tình mạng sống, sự sanh, sự nuôi dưỡng, sĩ phu bổ đặc giả la, ý sanh đồng tử, người làm, người nhận, người biết, người thấy, chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Vì sao? Vì ngã cho đến người thấy hoàn toàn bất khả đắc. Này thiện hiện, cảnh trong mộng chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Tiếng vang, bóng dáng, việc huyễn, ảnh ảo, quáng nắng, hoa đóm trên không, thành càn thát bà, các việc biến hóa, chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Vì sao? Vì cảnh trong mộng cho đến việc biến hóa hoàn toàn bất khả đắc. Này thiện hiện, pháp không nội, chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bổn tánh, pháp không tự cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không vô tánh, pháp không tự tánh, pháp không vô tánh tự tánh, chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Vì sao? Vì pháp không nội cho đến pháp không vô tánh tự tánh hoàn toàn bất cả đắc. Này thiện hiện, bốn niệm trụ chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Vì sao? Vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo hoàn toàn bất khả đắc. Này thiện hiện, như vậy cho đến mười lực của Phật, chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Vì sao? Vì 10 lực của Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng hoàn toàn bất khả đắc. Này thiện hiện, chân như chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Pháp giới, pháp tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Vì sao? Vì chân như cho đến thật tế hoàn toàn bất khả đắc. Này thiện hiện, đại Bồ Tát, chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Như Lai ứng chánh đẳng giác, chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Vì sao? Vì đại Bồ Tát Như Lai ứng chánh đẳng giác hoàn toàn bất khả đắc. Này thiện hiện, trí nhất thiết chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng tạo cũng chẳng không tạo, chẳng tác cũng chẳng không tác. Vì sao? Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoàn toàn bất khả đắc. Này thiện hiện, do nhân duyên này, trí nhất thiết trí không tạo không tác, tất cả hữu tình cũng không tạo không tác. Vì việc này nên các đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Này thiện hiện, do nghĩa này nên các đại Bồ Tát không mặc áo giáp công đức, nên biết đó là mặc áo giáp đại thừa. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, theo như con hiểu nghĩa lời Phật nói thì sắc không buộc không mở, thọ tưởng hành thức không ràng buộc không mở. Khi ấy mãn từ từ hỏi thiện hiện:
Tôn giả nói sắc không buộc không mở, nói thọ tưởng hành thức không buộc không mở, có phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy. Tôi nói sắc không buộc không mở, nói thọ tưởng hành thức không buộc không mở. Bán từ từ, những sắc nào không buộc không mở, những thọ tưởng hành thức nào không buộc không mở? Thiện Hiện đáp, như sắc trong mộng không buộc không mở, thọ tưởng hành thức trong mộng không buộc không mở. Sắc như tiếng vang, như hình bóng, như ảnh ảo, như sóng nắng, như việc viễn, như hoa đốm trên không, như thành càn thát bà, như các sắc của việc biến hóa không buộc không mở. Như tiếng vang cho đến như thọ tưởng hành thức của việc biến hóa không buộc không mở. Vì sao? Vì tất cả sắc cho đến thức như vậy đều vô sở hữu nên không buộc không mở. Vì xa lìa nên không buộc không mở. Vì tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì không sanh nên không buộc không mở. Vì diệt nên không buộc không mở. Vì không nhiễm nên không buộc không mở. Vì không tịnh nên không buộc không mở. Lại nữa, này mãn từ từ, sắc quá khứ không buộc không mở, thọ tưởng hành thức quá khứ không buộc không mở, sắc vị lai hiện tại không buộc không mở, thọ tưởng hành thức vị lai hiện tại không buộc không mở. Vì sao? Vì tất cả sắc cho đến thức như vậy vô sở hữu nên không buộc không mở, vì xa lìa nên không buộc không mở, vì tịch tịnh nên không buộc không mở, vì không sanh nên không buộc không mở, vì không diệt nên không buộc không mở, vì không nhiễm nên không buộc không mở, vì không tịnh nên không buộc không mở. Lại nữa, này mãn từ từ, sắc thiện không buộc không mở, thọ tưởng hành thức thiện không buộc không mở, sắc bất thiện vô ký không buộc không mở, thọ tưởng hành thức bất thiện vô ký không buộc không mở. Vì sao? Vì tất cả sắc cho đến thức như vậy vô sở hữu nên không buộc không mở, vì xa lìa nên không buộc không mở, vì tịch tịnh nên không buộc không mở, vì không sanh nên không buộc không mở, vì không diệt nên không buộc không mở, vì không nhiễm nên không buộc không mở, vì không tịnh nên không buộc không mở. Lại nữa, này mãn từ từ, sắc thế gian không buộc không mở, thọ tưởng hành thức thế gian không buộc không mở, sắc xuất thế gian không buộc không mở, thọ tưởng hành thức xuất thế gian không buộc không mở. Vì sao? Vì tất cả sắc cho đến thức như vậy vô sở hữu nên không buộc không mở, vì xa lìa nên không buộc không mở, vì tịch tịnh nên không buộc không mở, vì không sanh nên không buộc không mở, vì không diệt nên không buộc không mở, vì không nhiễm nên không buộc không mở, vì không tịnh nên không buộc không mở. Lại nữa, này mãn từ từ, sắc hữu lậu không buộc không mở, thọ tưởng hành thức hữu lậu không buộc không mở, sắc vô lậu không buộc không mở, thọ tưởng hành thức vô lậu không buộc không mở. Vì sao? Vì tất cả sắc cho đến thức như vậy vô sở hữu nên không buộc không mở, vì xa lìa nên không buộc không mở, vì tịch tịnh nên không buộc không mở, vì không sanh nên không buộc không mở, vì không diệt nên không buộc không mở, vì không nhiễm nên không buộc không mở, vì không tịnh nên không buộc không mở. Lại nữa, này mãn từ từ, tất cả pháp không buộc không mở. Vì sao? Vì tất cả pháp vô sở hữu, vì xa lìa tịch tịnh, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, nên không buộc không mở. Lại nữa, này mãn từ từ, bố thí ba la mật đa không buộc không mở, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa không buộc không mở. Vì sao? Vì các ba la mật đa, bố thí vân vân vô sở hữu, vì viễn ly tịch tịnh, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, nên không buộc không mở. Lại nữa, này mãn từ từ, pháp không nội không buộc không mở, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bổn tánh, pháp không tự cộng tưởng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không vô tánh, pháp không tự tánh, pháp không vô tánh, tự tánh không buộc không mở. Vì sao? Vì pháp không nội vân vân vô sở hữu, vì viễn ly tịch tịnh, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, nên không buộc không mở. Lại nữa, này mãn từ từ, bốn niệm trụ không buộc không mở, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực,
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không buộc không mở. Vì sao? Vì bốn niệm trụ vân vân vô sở hữu, vì viễn ly tịch tịnh, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, nên không buộc không mở. Lại nữa, này mãn từ từ, như vậy cho đến mười lực của Phật, không buộc không mở, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không buộc không mở. Vì sao? Vì mười lực của Phật vân vân vô sở hữu, vì viễn ly tịch tịnh, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, nên không buộc không mở. Lại nữa, này mãn từ từ, tất cả hạnh của Đại Bồ Tát không buộc không mở, vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật không ràng buộc không giải thoát. Vì sao? Vì hạnh Bồ Tát vân vân vô sở hữu, vì viễn ly tịch tịnh, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, nên không buộc không mở. Lại nữa, này mãn từ từ, trí nhất thiết không buộc không mở, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không buộc không mở. Vì sao? Vì trí nhất thiết vân vân vô sở hữu, vì viễn ly tịch tịnh, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, nên không buộc không mở. Lại nữa, này mãn từ từ, chân như không buộc không mở, pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế không buộc không mở. Vì sao? Vì chân như vân vân vô sở hữu, vì viễn ly tịch tịnh, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, nên không buộc không mở. Lại nữa, này mãn từ từ, Đại Bồ Tát không buộc không mở, Như Lai ứng chánh đẳng giác không buộc không mở. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát Như Lai ứng chánh đẳng giác vô sở hữu, do xa lìa tịch tịnh, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, nên không buộc không mở. Lại nữa, này mãn từ từ, tất cả pháp hữu vi không buộc không mở, tất cả pháp vô vi không buộc không mở. Vì sao? Vì pháp hữu vi vân vân vô sở hữu, do xa lìa tịch tịnh, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, nên không buộc không mở. Này mãn từ từ, các đại Bồ Tát đối với pháp môn vi diệu không buộc không mở như vậy, đem vô sở đắc làm phương tiện, nên biết như thật. Này mãn từ từ, các đại Bồ Tát đối với các pháp bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, bốn niệm trụ cho đến trí nhất thiết tướng không buộc không mở như vậy, lấy vô sở đắc làm phương tiện nên siêng năng tu học. Này mãn từ từ, các đại Bồ Tát lấy vô sở đắc làm phương tiện nên an trụ bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, bốn niệm trụ cho đến trí nhất thiết tướng không buộc không mở như vậy. Này mãn từ từ, các đại Bồ Tát lấy vô sở đắc làm phương tiện nên giáo hóa chúng hữu tình không buộc không mở, nên làm nghiêm tịnh cõi Phật không buộc không mở, nên thân cận cúng dường chư Phật không buộc không mở, nên lắng nghe ghi nhận pháp môn không buộc không mở. Này mãn từ từ, đại Bồ Tát này thường không xa lìa chư Phật không buộc không mở, thường không xa lìa thần thông không buộc không mở, thường không xa lìa năm loại mắt không buộc không mở, thường không xa lìa các đà la ni không buộc không mở, thường không xa lìa các tam ma địa không buộc không mở. Này mãn từ từ, đại Bồ Tát này nên phát sanh trí đạo tướng không buộc không mở, nên chứng trí nhất thiết tướng không buộc không mở, nên chuyển pháp luân không buộc không mở. Thường đem pháp yếu ba thừa không buộc không mở để hướng dẫn các loại hữu tình không buộc không mở. Này mãn từ từ, đại Bồ Tát nào tu hành sáu ba la mật đa không buộc không mở, có thể chứng tất cả pháp tánh không buộc không mở. Vì vô sở hữu xa lìa tịch tịnh, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên không buộc không mở. Này mãn từ từ, nên biết đại Bồ Tát này gọi là mặc áo giáp đại thừa không buộc không mở,